trời được yêu mãi nhau người ơi. Đừng mang trái ngang trên địa đưa đôi. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini có model là Sony M333NT. Dàn này lỗi đĩa CD nhưng chức năng đĩa MD hoạt động ok. Phía sau âm ly có ngõ ao ít dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính, FM tần số là 90, cắm anten vào đây để nghe radio, AM hoặc là FM. Có ngõ USB kết nối với máy vi tính, nhận dạng làm sao cạc rời. Các bác nào hay nghe nhạc lót nét từ trên máy tính thì đây là một chức năng vô cùng tiện ích để mình nghe nhạc. Và đặc biệt trên âm ly này có ngõ optical in dùng giải mã DAC chuẩn 24 bit kết nối với Max TV qua tín hiệu quang cho chất lượng âm thanh chuẩn sạch, nghe trong hơn, hay hơn và chất lượng hơn. Công suất của âm ly là 55W, hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V. Công suất của lo là 50W một thùng, 100W trên cặp lo. Góc cạnh của lo rất là đẹp nha. Đây là tổng thể mặt sau của cả bộ dàn. Bass của lo là 10cm, treble thạch anh. Chiều cao của lo là 24cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45cm. Sử dụng tốt cho phòng từ 15 đến 30 mét vuông. Lưu ý giúp em, đây là hàng âm thanh nội địa Nhật chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V hoặc là có nhu cầu gắn Bluetooth phía trong âm ly thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện và gắn Bluetooth cho mình. Bluetooth gắn phía trong âm ly nó sẽ bắt sóng xa hơn, chống nhiễu tốt hơn và chất lượng âm thanh hay hơn nhiều so với Bluetooth gắn phía ngoài âm ly. Và đặc biệt trên âm ly này có chức năng nét MD. Mình dùng cái âm ly này ghi, xóa, chép đĩa MD. Vô cùng chất lượng và rất là hay nha. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 300 ngàn nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Hoặc chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho các bác một cái robot học, tức là cái điều khiển học. Mình có thể chỉnh được bass lên tới 4 mức, treble lên tới 4 mức, chỉnh được super bass siêu trầm, chỉnh được full chức năng trên âm ly này. Và ngoài ra bên em còn có bán đĩa MD, nhận chép nhạc theo yêu cầu. Có bán anten cắm phía sau âm ly nghe radio FM. Có bán khiển học chỉnh được full chức năng. Có bán dây kết nối điện thoại, TV máy tính, dây xịn của Nhật. Và bây giờ em sẽ test chất lượng âm thanh qua chức năng optical giải mã cho các bác tham khảo.